Các gói công nghệ an toàn chủ động trên các mẫu xe ô tô tại Việt Nam. Mỗi hãng xe đều phát triển và trang bị riêng cho các mẫu xe của mình công nghệ an toàn chủ động khác biệt. Đây cũng được đánh giá là lợi thế cạnh tranh giữa các hãng. Những gói công nghệ an toàn chủ động đang được nhiều hãng xe trang bị cho thị trường ô tô Việt Nam, gồm Honda, Subaru, Mazda và Toyota. Video hôm nay hãy cùng Dibro tìm hiểu các gói công nghệ an toàn này bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về Toyota Safety Sense. Hiện nay, hầu hết các mẫu xe Toyota tại các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu hay quê nhà Nhật Bản đều đã được tích hợp hệ thống Toyota Safety Sense. Theo chiến lược phát triển của Toyota, trong năm 2020, hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục tích hợp hệ thống này tới khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian tới sẽ là phủ sóng toàn cầu ở những năm tới. Mẫu xe mới ra mắt tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross, đang được trang bị thêm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Những tính năng an toàn nổi bật của gói an toàn đó bao gồm cảnh báo trước va chạm, cảnh báo đi xe làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn pha thích ứng tự động. Thứ hai đó là Honda Sensing. Honda Sensing là gói trang bị an toàn độc quyền do Honda phát triển lần đầu được nhắc tới vào năm 2015. Các tính năng của Honda Sensing hoạt động dựa trên camera, được bố trí quanh xe và hệ thống radar để hỗ trợ người lái xe trong quá trình di chuyển trên đường. Trên hết, Honda Sensing sẽ được đưa ra cảnh báo cho người lái khi họ có nguy cơ xảy ra va chạm, cũng như tác động vào việc điều khiển và phanh chính xác trong điều kiện nguy hiểm. Honda CR-V 2020 lắp ráp trong nước mới ra mắt một tháng nay đã được trang bị thêm gói an toàn Honda Sensing, an toàn hơn so với phiên bản 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Những tính năng nổi bật trên Honda Sensing bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giảm tốc độ thấp, cảnh báo đi xe làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường. Gói công nghệ thứ ba chúng ta cần tìm hiểu đó là Subaru EyeSight. Công nghệ nhận diện vật cản phía trước hiện có hai lựa chọn là dùng camera và sóng radar. Cá biệt một số hãng dùng kết hợp cả hai công nghệ này để bổ trợ lẫn nhau. Riêng với EyeSight, Subaru là hãng xe đầu tiên sử dụng hai camera, mô phỏng đôi mắt con người để ghi nhận được cảnh vật phía trước theo chuẩn 3D để nhận diện kích thước, khoảng cách của chướng ngại vật đến xe để đưa ra các quyết định đảm bảo an toàn hỗ trợ cho người lái. Những tính năng an toàn nổi bật nằm trong gói EyeSight được trang bị trên các mẫu xe của Subaru, trong đó có mẫu xe Forester đang bán tại Việt Nam, bao gồm phanh phòng tránh va chạm, kiểm soát bướm ga trước va chạm, cảnh báo lật làn, cảnh báo đảo làn, kiểm tra tốc độ hành trình thích ứng, cảnh báo xe phía trước di chuyển. Thứ tư, chúng ta cùng tìm hiểu về gói an toàn Mazda EyeActivate Sense. EyeActivate Sense là hệ thống an toàn chủ động sử dụng các milliway radar, bước sóng cực ngắn, cho hình ảnh hiển thị rõ nét trên camera để giúp bạn kiểm soát môi trường xung quanh trong khi vẫn tập trung vào việc lái xe. Người lái sẽ càng tự tin và thích thú hơn khi biết các hệ thống an toàn được trang bị trên xe sẽ hoạt động liên tục để cảnh báo bạn về các mối nguy cơ tiềm ẩn, tránh va chạm hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm khi không thể tránh khỏi. Gói công nghệ an toàn Mazda EyeActivate Sense bao gồm những tính năng sau: hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS, hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC, hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo trượt làn LDV, hỗ trợ giữ làn LAS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía sau, hỗ trợ phanh thông minh FPS, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC và cuối cùng đó là hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA. Trong quá trình điều khiển xe, những gói công nghệ an toàn chủ động của các hãng xe nêu trên sẽ giúp giảm thiểu tối đa mức độ nguy hiểm nếu có xảy ra va chạm. Tuy nhiên, lái xe cũng không được chủ quan, quá phụ thuộc vào những tính năng này dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng. Trên thực tế, các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái này như hệ thống phanh tự động khẩn cấp có thể không hoạt động một cách tối ưu trong mọi điều kiện lái xe khi nó quá phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện thời tiết, đường xá và cách bảo dưỡng xe. Như vậy, lái xe phải luôn chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh. Bạn có đang sử dụng chiếc xe nào của các hãng mà Dibro đã liệt kê ở trên? Bạn đánh giá như thế nào về gói công nghệ mà xe sở hữu? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video nhé! Và đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống cho xe Dibro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn cho xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới!